vị khán giả, ngày hôm nay thì Diễm Loan lại có cơ hội được ngồi đây để chia sẻ với quý vị về câu chuyện sức khỏe trong chương trình Bác sĩ của bạn. Và quý vị ơi, khi mà chúng ta có những em bé nhỏ thì cái lần đầu tiên làm bố làm mẹ chắc chắn là nhiều bỡ ngỡ rồi. Và dù là chúng ta cũng đã nghe một số cái căn bệnh là quen tai rồi đó, nhưng mà chúng ta vẫn lúng túng trong cái quá trình điều trị cho con. Ví dụ như là căn bệnh chàm thể tạng chẳng hạn. Và căn bệnh này được điều trị ra sao? Quý vị phụ huynh thường có những cái sai lầm như thế nào trong việc chăm sóc con? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp quý vị nha. Nhưng trước tiên hãy cùng xem qua tiểu phẩm của chương trình. Và bây giờ thì mời quý vị cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Huấn để cùng lắng nghe những chia sẻ về căn bệnh chàm thể tạng và qua đây giải đáp thêm những cái thắc mắc từ phía các bậc phụ huynh nữa nhé. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Mến chào Diễm Loan, mến chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ chia sẻ cho các bậc phụ huynh được biết chàm thể tạng là cái căn bệnh như thế nào. Thì đây là một cái bệnh mãn tính, không lây và xảy ra trên một cái cơ địa đặc biệt. Cho chính vì vậy thì nó mới tên là cơ địa hoặc là thể tạng. Còn chàm á thì hay là viêm da đó, thì chàm là người ta đặt theo cái màu sắc, cái sang thương da mà lúc mà nó chuyển biến mãn tính á thì nó có màu giống như màu chàm trên một cái cơ địa đặc biệt ha. Thành ra người ta gọi là chàm cơ địa. Thì đặc điểm bệnh này là không lây mà lại có tính chất là ngứa rất nhiều và tính chất gia đình trên cái tiền căn bản thân của em bé đó hoặc là tiền căn của gia đình ba mẹ. Căn bệnh này thì sẽ có biểu hiện ra bên ngoài như thế nào ạ? Và trẻ em bị nhiều hay không ạ? Trẻ em thì khá thường gặp, do đó bác sĩ nhi khoa khám gặp nhiều cái trẻ bị chàm thể tạng. Thì bệnh có thể biểu hiện là giai đoạn cấp tính hoặc là mãn tính hoặc là mãn cấp. Thì theo cái lứa tuổi á, thì người ta có thể chỉ làm gặp ở trẻ nhỏ từ 2 tháng cho tới 2 tuổi, trẻ từ 2 tuổi cho tới 10 tuổi và trẻ lớn hơn 10 tuổi. Thì trẻ 2 tháng đến 2 tuổi thường gặp với dạng cấp tính là nổi cái hồng ban, rồi sau đó mụn nước, rồi rỉ nước và đóng mày. Thì thường gặp ở vị trí hai má, ở cằm, ở trán, có thể lan xuống ngực vân vân hoặc sau tai. Thì đặc điểm là nổi hồng ban mà rỉ nước, rồi rỉ dịch và ngứa rất nhiều, rất là khó chịu. Còn đối với trẻ lớn hơn 2 tới 10 tuổi á, thì có thể gặp là cũng sang thương giống vậy, nhưng mà có thể chuyển qua giai đoạn mãn cấp, có thể là da khô, đóng mày, rồi có những cái rãnh ngang dọc trên cái vùng sang thương chàm. Còn trẻ trên 10 tuổi thì nó nghiêng về cái mãn tính, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái vùng da khô dày thô ráp, những rãnh ngang dọc trên da. Dĩ nhiên đang sang trên em bé nó có thể có sang thương vừa cấp tính vừa mãn tính vừa mãn cấp. Nhưng mà nhìn chung thì đối với trẻ mà 2 tháng cho tới 2 tuổi á, thì thường là cấp tính và vị trí á, là hai má ha, ở trán cằm, hoặc là trẻ lớn hơn từ 2 tuổi cho tới 10 tuổi thì thường có thể gặp ở những cái vùng nếp gấp, và trẻ lớn nữa thì cái sang thương nó càng rõ và nghiêng về mãn tính hơn. Dạ, thưa bác sĩ, với cái căn bệnh này thì nó sẽ để lại những cái di chứng gì hay không ạ? Và nó có nguy hiểm hay không ạ? Đặc điểm chàm thì nó không có nguy hiểm, nhưng mà nó gây ra một cái tình trạng ảnh hưởng tới cái sức khỏe thể chất và tâm thần rất nhiều. Thì em bé rất là ngứa nhiều, ngứa nhiều thì sẽ mất ngủ và ảnh hưởng tới học tập sinh hoạt, không những cho bản thân em bé mà cho cả gia đình. Và cái thứ hai nữa là đặc điểm là những cái sang thương già này nó có thể gây ra ảnh hưởng thẩm mỹ. Và cái thứ ba nữa là cái tình trạng sang thương da này á, thì nếu mà mình điều trị không đúng á, hoặc là không điều trị á, thì bệnh càng ngày càng nặng thêm, có thể gây ra những cái biến chứng, thí dụ như là nhiễm trùng do cào gãi, có thể gây ra đỏ da toàn thân, và có thể gây ra những cái hệ lụy khác là những cái thẩm mỹ da, nhìn thấy ảnh hưởng cái tâm lý stress cho em bé. Còn nếu như mà về điều trị mà không đúng, phụ huynh chọn lựa những cái thuốc mà tự ý, tự xài, tự mua, có thể dùng những cái thành phần có corticoid mạnh, có thể gây ra hại da, rạn nứt da mà không hồi phục được. Thì hiện giờ rất nhiều trẻ chàm mà nhiều khi cha mẹ phụ huynh chủ quan nghĩ rằng tự hết rồi không điều trị hoặc tự điều trị, thì nhiều khi nó lại nghiêng về cái khả năng là bị cái tác dụng phụ của thuốc. Thành ra lời khuyên là nên đi tới khám bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc là chuyên khoa da liễu nhi để được điều trị thích hợp.
Dạ, và khi các bé được đưa đến gặp bác sĩ thì sẽ được điều trị như thế nào ạ? Và có khỏi hoàn toàn luôn hay không ạ? Bản thân cái bệnh này tái đi tái lại nhiều lần trên một cơ địa, thật ra sẽ không, mình đừng có nghĩ là sẽ chữa hết hoàn toàn, nhưng mà mình có thể kiểm soát được bệnh, tức là kiểm soát được bệnh đừng có bộc phát những cơn cấp tính. Dạ. Kiểm soát được bệnh khi mà cái cơn xảy ra thì nó ít nặng, và khi cơn xảy ra càng ngày càng giảm, càng thưa và càng cách xa nhau. Đến một cái lúc nào đó thì da bé ổn định, nhưng mà mình lúc thời điểm đó sau khi điều trị những cái giai đoạn cấp tính ổn định rồi mà trẻ gần như bình thường hoặc là bình thường, thì mình phải dùng những cái biện pháp điều trị duy trì hoặc dưỡng da lại. Như vậy trong cái quá trình thăm khám thì thường là bác sĩ thấy các bậc phụ huynh hay có những cái sai lầm nào trong cái việc chăm sóc con mắc căn bệnh chàm thể tàn ạ? Mình chia sẻ với lại Diễm Loan và với phụ huynh thì quá trình thăm khám mình thấy có hai cái thái cực. Một cái thái cực thì phụ huynh quá sợ cái corticoid, nhưng mà thật ra thì quý phụ huynh cứ yên tâm, thì khi tới một cái bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc da liễu thì người ta đã cân nhắc chọn khi nào cần dùng cái thuốc thoa mà có chứa corticoid, khi nào không cần dùng, và khi cần dùng thì bác sĩ sẽ rất là chuyên nghiệp để chọn ra cái thuốc thoa mà nhẹ nhất, hiệu quả nhất, mà phù hợp với bà là da em bé. Khác với lại là nhiều khi quý phụ huynh tự mua mà mua không đúng, lại trúng những cái thuốc mà chứa corticoid mạnh, ảnh hưởng tới làn da của em bé, mà có đôi lúc gây ra những cái rạn nứt da, mỏng da không có hồi phục được. Cái thứ hai là một cái thái cực khác là quý phụ huynh lại thấy một cái thuốc mà mình tự mua nó quá hiệu quả, cái mình cứ dùng hoài, mà khi dùng hoài thì hiệu quả thì thấy trước mắt, nhưng mà không biết được những cái thuốc đó nhiều khi không thể dùng lâu dài. Em bé đó thì quý phụ huynh có thể, tại vì đặc điểm bệnh nó vậy, nhưng mà quý phụ huynh có thể không quá nôn nóng để kiểm soát ngứa em bé đó. Không, cái là phần quan trọng nó không nằm ở cái phần thuốc uống, mà thường nó nằm phải đa yếu tố để kiểm soát, vừa một phần thuốc uống mà cái chính là những cái thuốc thoa, tùy theo là chọn kháng viêm hay là chọn tùy theo là chọn những cái thuốc thoa kháng viêm hoặc là thuốc thoa dưỡng ẩm, để mà giúp cho kiểm soát tốt cái ngứa em bé. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta lại có thêm những cái kiến thức rất là hay trong cái việc là chăm sóc cho làn da của các em bé thân yêu ở nhà. Vì vậy mà nếu như quý vị phát hiện ra những cái triệu chứng giống như chương trình chia sẻ ngày hôm nay thì nhớ là đưa con đi gặp bác sĩ nha. Tránh cái việc chúng ta tự ý mua thuốc bôi có thể sẽ là một cái sai lầm khiến cho bệnh của con tăng nặng thêm đấy ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình bác sĩ của bạn ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói chào tạm biệt quý vị khán giả ạ. Và đừng quên là chương trình bác sĩ của bạn phát sóng hàng ngày quý vị nha. Sáng mở TV theo dõi chương trình bác sĩ của bạn để chúng ta bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức khỏe. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị.